đôi giày mới nhất mà là 4 năm trước à? Nhưng mà giờ lại phải sửa lại câu đấy, không phải 4 năm trước nữa. Mà đôi giày gần nhất được tặng thì chính là ngày hôm nay. Xa nhà thì xa nhà đấy, nhưng mà sinh nhật của em trai là mình không để quên. Ê, sắp đến sinh nhật à? Dạ. Hỏi thì hỏi vậy chứ trước đấy mình đã chuẩn bị sẵn quà cho thằng bé rồi. Cũng nhớ là lần gần nhất mình mua giày cho nó là hồi thằng bé học lớp 8. Ê thì Converse thẳng tiến rồi chứ còn gì nữa. Thực sự là giày basic dành cho con trai thì mình nhớ đến mỗi Converse. Mà mua để yên tâm thì cứ đến store. Thì mình cũng từng ở cái vị trí mua phải giá out, nhưng mà hàng thì ở đâu đó không biết. Rén lắm rồi, rút kinh nghiệm cứ store mà tới thôi. Ồ, nhìn đây không nhận ra là giày Converse luôn đấy. Ngầu nhở, mẫu mới mà. Em trai mình đeo đi học thì thôi cứ mấy mẫu basic. Ôi trước học cấp 3 ấy, 10 người thì đến 5 người đeo đôi này. Đánh mắt sang thì thấy cái đôi này có vẻ dành cho mình đây này. Đây đây đấy, xin quên, hôm nay đi chọn giày cho em trai mà. Ê, giống đôi mình đang đeo nhưng khác màu này. Chụp ảnh cho em gái mình cùng chọn giày để duyệt nào. Thằng em trai mình em hút trong nhà sẽ được như vậy đấy, gọi là được hai người chị chăm sóc nhưng mà cũng áp lực. Mình thì nhớ sinh nhật của thằng em thôi chứ không nhớ size giày nên phải gọi cả em gái cứu trợ này. Xong chị em còn phải xong kiếm hợp bích tặng quà bất ngờ cho thằng em nữa. Đang lựa lựa nhờ anh nhân viên tư vấn các mẫu. Xong cái anh ủa mua cho người khác à? Sao lại đến store mua giày xong mất công gửi về cho cực. Mà tận Hà Nội với Sài Gòn đặt trên web gửi về cho nhanh đây này. Thì web website Converse Việt Nam mới ra mắt mình không biết thì cũng bình thường mà. Anh nhân viên đã tư vấn thế rồi, mình đặt luôn trên web cho tiện. Trong sắc tơ xem để bước ra sân á, thì ổng sẽ luôn nở một cái nụ cười tự tin chiến thắng. Cái này phóng theo cái ông sắc tơ xem. Thì đôi này có trên web tiện store cũng có, mình cầm nắm thử rồi chốt luôn. Ôi mày thế có quy đổi bảng size chứ không biết size US UK như nào luôn á. Ấy xong cũng thanh toán luôn á, xong rồi. Nhưng mà hôm nay mất công đến store rồi, về tay không thì cũng kỳ. Thì mới nhận lương thưởng luôn cho bản thân chứ sao nữa. Sờ được cái áo chất ưng cũng chốt luôn. Xong ra thử mấy đôi giày cả mẫu cũ lẫn mẫu mới nữa thì chốt luôn mẫu mới. Về thì cũng chưa biết mix match như nào đâu nhưng mà cứ mua cái đã. Tại thấy cũng ưng mà mình chưa có đôi giày nào màu đen thì phải. Xong quay ra đứa bạn đi cùng bảo là đây là mua đồ cho em giữ chứ. Thì hồi nãy đặt rồi còn gì, đây thì là gọi là đi kèm. Còn giờ thì mình đi ăn thôi bạn nhỉ, cả buổi lựa đồ rồi. Kiếm được cái quán này gần đấy mà mình cũng chưa ăn bánh canh cá lóc bao giờ. Mà đây là kiểu bánh canh bột gạo bột mì chốt luôn. Thấy bảo là quán này cũng khá là nổi ở Phú Nhuận. Bảo sao mình đi tầm chua chua mà đông thế. Cảm nhận đầu tiên thì là quán sạch sẽ lắm mà nha. Mình với bạn mình thì mỗi đứa một tô bánh canh, gọi thêm một cái đầu cá nữa. Thấy bảo là đến đây nhất định phải ăn đầu cá cơ. Này có miếng cá lóc này chất lượng chưa, rồi cả mọc các thứ nữa. Topping thì mình thấy khá ổn nhưng mà về nước dùng thì mình đoán sẽ có nhiều bạn không hợp vì sẽ kiểu hơi ngọt mì chính. Với mình ăn được mà cũng ăn quen từ bé rồi thì thấy bình thường. Trời ơi, ở nhà nấu ăn mà thiếu mì chính cái là xong phim với bố mẹ. Xong xuôi thì đây, khoảng 3 hôm là em mình nhận được giày. Mình cũng giả bộ gọi điện tâm sự này nọ. Đây thì là em gái mình quay cho và trong lúc đó nó cũng mang giày ra tặng luôn. Ôi giời ơi, cười tít cả mắt. Ê, thì lại chả được tặng giày cơ mà. Đấy, nhân tiện mai có tiết thể dục mặc luôn bộ đồ. Đi đôi giày và xem hợp không nào. Ok cái là mai chỉ việc xỏ đi đến trường. Mình thì không biết mọi người có kiêng kỵ tặng giày hay gì không. Nhưng mà đấy có hai đứa em thì giày chúng nó đi toàn mình mua cho không á. Được cái là cũng có ý thức giữ gìn nên là lâu lâu mới phải mua một đôi. Rồi rồi, ngon lành liền, đeo vừa cái là cảm ơn rối rít.